Hi hi hi. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Mình là Còi đây. Thì tình hình của bạn mấy hôm nay làm sự kiện như nào rồi? Chế pet chế dòng đồ đó có ổn không vậy? Còi thì mới chế được vài trứng pet thôi nên là chưa full hết được tất cả các pet dòng mới nha các bạn. Mà sự kiện còn dài mà, nên là có thể yên tâm cày từ từ nha các bạn ơi. À, Còi con nghe thông tin rầm rộ đang bị dò dỉ mấy ngày nay, chính là sắp tới game sẽ cập nhật thêm bọ mới đó các bạn ơi. Tận 20 con bọ luôn nha. Và có thể là bản cập nhật tiếp theo sẽ thêm bọ mới nha. Hóng hóng quá, các bạn có hóng như Còi không nè? Rồi nào cập nhật thì chúng ta cùng lên đường săn các em đó nha. Còn hiện tại là Còi thấy game mới cập nhật cái cuốc siêu xịn trong xưởng chế tác đó các bạn ơi. Mà khổ nổi là Còi chưa đủ nguyên liệu chế tác luôn, thiếu tận kim cương đỏ và kim cương xanh luôn, hai nguyên liệu khó kiếm nhất đó. Và vì cuốc quá xịn đi nên hôm nay Còi sẽ hành trình 20 bữa giờ đi đập khoáng sản săn kim cương xanh và kim cương đỏ để chế cần nha các bạn ơi. Cần xịn quá, phải chế cho bằng được nhá. Và đồng thời Còi cũng sẽ hóa trang thành bụi cỏ luôn để xem nhân phẩm có hên hên xíu không nhá. A few moments later. Rồi Còi đã hóa trang thành bụi cỏ xong rồi nhá. Bây giờ các bạn hãy cùng Còi lên đường đi đập khoáng sản, xem liệu Còi có kiếm thành công kim cương xanh và kim cương đỏ không nhá. Let's go. Và các bạn đừng quên cho Còi xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh ủng hộ Còi nha. Và bật cả chuông thông báo để có thể xem video mới nhất từ Còi nhé. Còi cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn ngày mới tuyệt vời nha. Và chúc các bạn xem video thật vui vẻ và mãn nhãn nhé. Ok, đi đập khoáng sản thôi nào. Oh my god, mới đập cỡ một tiếng lụm luôn kim cương xanh rồi các bạn ơi, bị bất ngờ luôn ấy. Vui quá, khởi đầu suôn sẻ rồi nha. Kiếm kim cương đỏ nữa thôi nào. Hãy cùng theo dõi hành trình kiếm kim cương đỏ của Còi nữa nha. Suýt nữa Còi đâm trúng con tắc kè hoa nè các bạn ơi. Cặp nó giật mình luôn ấy. Lụm thoai, lụm thoai.
Người chuẩn bị xem highlight siêu phẩm xuất hiện ngay trong cục đá lấp lánh siêu to khổng lồ này nè. Chuẩn bị xem nha. Sốc chưa? Khúc này còi không ngờ luôn đó nha. Mừng muốn khóc luôn đó. Đây là thành quả một ngày chăm chỉ, đập khoáng sản cuối cùng cũng được đền đáp rồi, vui quá. Vậy là còi kiếm thành công một viên kim cương xanh, một viên kim cương đỏ và nhiều viên đá quý hiếm khác trong một ngày để chế quốc kim cương siêu xịn, cùng với việc hóa trang thành bụi cỏ thần kỳ nhé. Vui quá, vui quá. Bây giờ cùng còi đi chế em quốc kim cương siêu phẩm thôi nào. Vậy là còi đã xong mục tiêu một cách viên mãn rồi nha các bạn ơi. Thấy thoải mái ghê, không khổ công một ngày chăm chỉ đập khoáng sản mà. Video của còi kết thúc nhá. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.